Học trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0. Rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp áp dụng hình thức họp trực tuyến thông qua ứng dụng và trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ. Tuy nhiên, không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh phải giãn cách xã hội mới nên áp dụng hình thức họp trực tuyến, mà có thể áp dụng ngay cả khi không có dịch bệnh. Đặc biệt là trong thời kỳ Internet và công nghệ bao phủ như hiện nay, thì họp trực tuyến càng cho thấy nhiều lợi ích. Đây chính là xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0. Một tình huống đặt ra, bạn là một CEO, cần tổ chức cuộc họp trao đổi với giám đốc các chi nhánh văn phòng đại diện đặt tại nhiều nơi ở Việt Nam và cả nước ngoài. Số người tham dự ước tính khoảng vài chục người, khâu chuẩn bị sẽ bao gồm địa điểm họp, hội trường, chuẩn bị khách sạn để nghỉ ngơi trong quá trình tham dự họp, chuẩn bị hậu cần bữa ăn, đón tiếp đại biểu, đặt vé máy bay kèm phương tiện đưa đón. Sẽ là một số tiền không nhỏ để chi trả cho một lần họp. Dưới góc độ kinh tế thì đây là phương án quá tốn kém. Nếu một năm tổ chức vài ba cuộc họp mà làm ăn kinh doanh không hiệu quả thì lỗ vốn chỏng gọng. Nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì cũng hãy thử nhân số tiền của một năm với 10 năm tiếp theo, bạn sẽ choáng luôn là cái chắc. Đây là số tiền bạn nên dành để đầu tư sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, khi các giám đốc, cán bộ chi nhánh văn phòng tham dự họp và đi công tác nhiều ngày thì không thể trực tiếp điều hành xử lý công việc tại chi nhánh hay văn phòng. Nhân viên thì như rắn mất đầu vì sếp không có ở nhà. Với một số nhân viên lười biếng, luôn mong sếp đi vắng thì đây là điều ao ước. Vấn đề an toàn trong khi di chuyển cũng được đặt ra bởi luôn rình rập những vụ tai nạn máy bay, tàu xe trong khi di chuyển. Bên cạnh đó là vấn đề về sức khỏe bị ảnh hưởng do khí hậu thời tiết khác biệt, thức ăn lạ bụng hoặc mắc các bệnh tật. Phương án tối ưu có thể thay thế trong tình huống này chính là họp trực tuyến. Một cuộc họp với đầy đủ các thành viên như kế hoạch đã đặt ra, vẫn có thể trao đổi, tham khảo ý kiến của các thành viên như bình thường, vẫn có thể biểu quyết và phủ quyết kế hoạch như họp trực tiếp, tuy nhiên lại có chi phí rẻ hơn rất nhiều. Họp trực tuyến không phải trả tiền thuê khách sạn, chi phí ăn ở, chi phí đi lại bằng máy bay hay tàu xe cho các thành viên tham dự, cũng không cần lo lắng về công việc không có người điều hành. Đám nhân viên lười biếng cũng không thể oanh tạc khi sếp không có ở văn phòng. Sức khỏe của đại biểu tham dự họp vẫn được đảm bảo và không phải lo về vấn đề an toàn khi di chuyển. Việc đầu tư một hệ thống họp trực tuyến chất lượng và hiệu quả là điều vô cùng cần thiết đối với các cơ quan hay doanh nghiệp. Chi phí đầu tư và bảo trì hệ thống định kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với số tiền khổng lồ phải bỏ ra để tổ chức họp trực tiếp. Họp trực tuyến là xu thế tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0. Vấn đề của CEO chỉ còn là tìm đến một đơn vị cung cấp hệ thống uy tín và chuyên nghiệp mà thôi. Là một CEO có tầm nhìn, anh chị có chọn họp trực tuyến hay không? Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.